Thưa quý vị, chương trình truyền hình thứ bảy ngày 14 tháng 11 trên kênh HTV9 gồm có những tiết mục sau đây. 5 giờ 5 phút hộp thư truyền hình. 5 giờ 20 phút phóng sự tài liệu cho sự sống thêm dài. 5 giờ 45 phút bản tin buổi sáng. 6 giờ 30 phút thành phố hôm nay. 7 giờ kinh tế tài chính. 7 giờ 45 phút biên cương hải đảo, an ninh biên giới. 8 giờ 15 phút trực tiếp lễ khai mạc và diễu hành Nhạc hội Cảnh sát Thế giới lần thứ 20 tại Việt Nam. 10 giờ HTV đầu giờ. 10 giờ 10 phút nhịp cầu doanh nhân. 10 giờ 30 phút ca nhạc Sen Việt, Tre Việt. 11 giờ HTV đầu giờ. 11 giờ 10 phút bản sắc Việt. 11 giờ 30 phút tỏa sáng giữa đời thường. 12 giờ bản tin trưa. 12 giờ 25 phút phim tài liệu Dòng sông kể chuyện tập 2. 12 giờ 45 phút sống khỏe mỗi ngày, cách phòng ngừa và điều trị bệnh tai biến mạch máu. 13 giờ 5 phút tin tiếng nước ngoài. 13 giờ 25 phút 10 phút tiếp dân, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tiếp dân. 13 giờ 45 phút người Việt Nam hàng Việt Nam. 13 giờ 55 phút chuyện bốn mùa ơn thầy. 15 giờ bản tin. 15 giờ 20 phút từ bốn phương trời. 15 giờ 55 phút di sản thế giới. 16 giờ 10 phút đất nước mến yêu hồn quê. 17 giờ HTV đầu giờ. 17 giờ 10 phút thành phố hôm nay. 17 giờ 35 phút phim truyện Nhật Bản Hương vị tình yêu tập 18. 18 giờ 30 phút chương trình 60 giây. 19 giờ tiếp sóng đài truyền hình Việt Nam. 19 giờ 50 phút chương trình thời sự. 20 giờ 30 phút truyền hình trực tiếp giai điệu tình thương 15 năm kết nối yêu thương. 22 giờ phim truyện Việt Nam bản sao nguy hiểm tập 4. 23 giờ HTV đầu giờ. 23 giờ 10 phút hạnh phúc đến mọi nhà. 23 giờ 25 phút văn hóa và những người bạn trào lưu K-pop. 23 giờ 55 phút truyền hình trực tiếp bóng đá vòng loại Euro, Ukraine và Slovenia.